Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review một bức tranh mà mình mới hôm qua. Bức tranh này thì mình lấy cảm hứng khi tới nghe Bắc Phong. Từ hôm qua thì mình thấy bức tranh này đẹp quá, mình về bắt chước theo. Mà có chút biến họa ở bên phần cổ đây chút. Rồi, bắt đầu luôn nha. Thì ở trên trời có một ông mặt trời rất là nhỏ. Không biết tại sao mình bị nhỏ vậy nữa, do hết diện tích rồi á. Màu đỏ. Và mấy cái màu vàng đây là mây. Ở bên này thì có 4 cây núi, 5 cây núi chứ, 5 cây núi đầy. Màu đỏ, màu xám, màu xanh da trời, màu xanh lá và màu hồng. 5 cây núi có 5 màu luôn. Và mấy cái khoảng màu xanh xanh này nè, là cái chỗ mà không có ánh sáng chiếu vào, vậy như đổ bóng á, đổ bóng cho cây núi. Tiếp tục thì chỗ này có một cái sông rất là to. Mấy cái này là mấy cái bèo á mọi người. Cái bèo á, do mấy cái bèo này là bèo non nên dùng màu nhè. Bèo này là bèo già mình dùng màu đậm. Mấy cái màu đậm đậm ở phía đuôi một cái thuyền á là bọt á mọi người. Thuyền là chạy là nó có bọt á. Tiếp tục thì mấy cái thuyền thì mình cũng làm rất là đơn giản. Chỗ này là mấy có mấy cái màu đỏ. Mọi người biết mấy cái đấy là gì không? Mấy chỗ này nè. Đó. Nó là một cái đường đi dẫn ra biển. Đi bằng gỗ, người ta sơn màu đỏ vô. Còn cái bến chỗ này á, mọi người thấy cái bến chỗ này mình chỉ vô. Bến chỗ màu xanh xanh đây nè. Đó, là người ta ra ngồi, người ta nắm gió. Người ta ngắm nước, ngắm sông, ngắm biển, người ta đi qua lại, ta chơi rồi ạ. Chỗ này là chỗ không mát á. Rồi chỗ này là chỗ chính nè. Rồi bên này thì có hai cái ổ màu tròn. Chỗ này là chỗ ngồi chờ thuyền vào cặp bến nè. Thuyền mấy cái gỗ đây dẫn tới cái thuyền á. Thuyền đi chơi thuyền đi tới núi. Rồi cái màu xanh chỗ này là cái đê ngăn nước vào á mọi người, ngăn nước từ này vào qua này. Rồi tiếp tục thì ở trên này có một cái dạng như một cái suối nước từ trên chảy xuống dậy xuống vô một cái chỗ này để phân phối ra các nơi. Nhánh thứ nhất là chảy sang bên này, chảy qua ruộng, có màu xanh xanh là ruộng á mọi người. Rồi tiếp tục chảy ra xa. Nhánh thứ hai là chảy quanh theo những cái nhà ở phía này. Đó. Có một cái đây là cái ruộng ở gần cái đê. Như lại nó ở bên cạnh dòng nước á. Nên nó tốt. Ruộng này nó rất là tốt. Mấy cái đường mà màu tím tím mà đậm đậm này mà nó dăng đủ thứ trên này là những cái mương. Đó, mương mà nối từ hai dòng sông này. Một dòng sông ruộng và một dòng sông ruộng nữa. Nhưng mà hai dòng nước này nó nối lại giữa màu đậm và màu nhạt ra màu như thế này. Đó là hai dòng nước nha, nó nối lại và nó đi vào những chỗ này để làm mát. Làm mát và làm cho không khí nó trong lành hơn. Chỗ này có hồ cá và có 4 con cá ở phía trong. Còn cái chỗ này ấy là cái đường đi ở ngoài đi vào. Và chỗ này là có một cái sân. Cái sân để mình chơi thôi. Rồi cái đường này tiếp tục là một cái đường để dẫn vào nhà. Nhà này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Mọi người thấy chỗ này có một cái chữ Nam đúng không? Đó là do mình tên Nam, mình đặt nhà tên Nam luôn. Nhà Nam. Chỗ này thì nó có một cái sân vận động. Sân vận động đá mọi người. Mình có thể làm dùng được. Rồi và chỗ này có một cái cây. Đó thì mình đã review xong bức tranh mình mới làm hôm qua. Thì hôm nay mình review luôn. Thì mấy cái màu mình dùng trong bức tranh này nha, mình dùng giấy A4 á. Mình dùng giấy A4. Rồi mình dùng giấy A4. Mấy cái màu đầu tiên là mình dùng màu của bộ Faberbank 20 màu. Đây Faberbank 20 màu là màu chính á. Rồi cái màu xanh biển đây là mình dùng màu xanh của bộ Duo Chip Brush Pen. Màu trắng đây là màu mình dùng màu xóa nha, xóa.
Tiếp tục là cái bút, những cái bút thì cái chỗ màu xanh xanh đây là mình dùng bút đi nét outline màu xanh lá ngoài 0.8. Mấy cái đường đi nét màu xanh xanh lên nè là mình dùng cái bút Pentel Energy. Mấy cái bút quay thì mình mua ở shop Hidari á mọi người. Mọi người thì lên shop đấy tham khảo nha, shop trên Shopee á. Rồi bút này thì mình dùng màu Navy ngoài 0.7, bút Pentel Energy X, Pentel Energy thôi. Còn một cái màu nữa là màu của cái bút Mavi Le Pen Flash, bút màu xanh. Đây là chỗ đây nè, mình dùng có một chút màu đấy nhưng mà mình không tính vô. Và chỗ này nữa, chỗ này mình dùng màu đó. Thì mình đã review xong bức tranh rồi. Nếu mọi người thì thích thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Cùng yêu thì tạm biệt. Bye bye.